Hello cả nhà, hôm nay cơ đang ở Madrid. Hôm nay là ngày thứ 3 cơ ở Madrid rồi. Nhưng mà tại vì hai ngày đầu tiên cơ lo chơi quá nên không có thời gian để mà quay này nọ. Thì thực ra là ngày đầu tiên là cơ đã đi hết luôn những cái địa điểm tham quan nổi tiếng tại Madrid rồi. Thì hôm nay cơ sẽ đi lại tại vì cơ có rất là nhiều thời gian rảnh hôm nay. Và sẽ đi hôm nay sẽ làm gì ta? Mình sẽ đi những cái quảng trường rất là nổi tiếng tại tại Madrid, cũng như là mình sẽ đi thêm cơ sẽ đi mua vé để ngày mai đi một thành phố mới ở Tây Ban Nha luôn, là Sevilla. Thì mình sẽ đi đến đó và tối hôm nay sẽ coi flamenco. Và hôm nay sẽ là một ngày tại Madrid, các bạn cùng theo dõi tiếp nhé. Tôi đang đi trên đại lộ Gran Via, thì đây là một cái đường rất là lớn, tập trung những cái khu mua sắm rất là nổi tiếng tại Madrid. Thì cơ rất là may mắn là ở ngay tại một cái hostel ở ngay tại khu vực này luôn, cho nên là đi chơi rất là dễ dàng. Có rất là nhiều mega metro cũng như là các khu vực mua sắm, các cửa hàng tại Tây Ban Nha. Chúng ta sẽ đi qua một vòng ở đại lộ Gran Via nha. Sau lưng cơ là khu đại lộ Gran Via, thì ở đây giống như là Times Square của New York vậy đó. Tất cả các cửa hàng ở đây thì mở cửa lúc tầm 10 giờ sáng và đóng tầm 9 giờ tối, hoặc là có thể trễ hơn vào các mùa hè khi mà du khách khá là nhiều. Thì cơ đang đi vào tháng 1, đang là mùa đông, đang là 7 độ C, cũng không quá lạnh, chỉ cần mặc một lớp áo ấm là đủ, với lại cơ có lớp mỡ rất là dày. Ok. Đó là đại lộ Gran Via, thì các bạn thấy đó là có mọi thứ thương hiệu của Tây Ban Nha, Zara, Pull&Bear, rồi nói chung là khá là nhiều và tất nhiên là rất là rẻ. Và hiện tại đang là mùa sale nữa, cho nên là ở đây sale 70%, tức là 70% là thật sự là 70% luôn. Và có những cái chiếc áo mà chỉ còn vài thôi, và hôm qua cơ đã đi mua sắm rất là nhiều rồi, cho nên là chúng ta sẽ không vào những cửa hàng đó nữa đâu. Và ở phía trước mặt của cơ sẽ là Puerta del Sol, thì đó là một cái quảng trường. Ok, cơ cũng không biết đó quảng trường nó có câu chuyện gì sau đó, nhưng mà khá là nổi tiếng và có rất là nhiều ga metro, các line metro giao nhau ở đó. Mình sẽ đi đó nha.
xong cơ đã là Puerta del Sol rồi. Thì chúng ta sẽ tới một quảng trường nữa tên là Plaza de Mayo, tức là quảng trường thị trưởng hay là quảng trường thị chính, whatever. Ra khá là nhiều quảng trường giống như những khu phố đi bộ của bên mình thôi. Rất là nhiều người qua lại, nhiều ra mới 1 giờ sáng thôi mà nhiều người ra đường lắm rồi. Tuy nhiên là mùa đông cho nên là khách du lịch rất là ít. Và chúng ta đi tiếp đến quảng trường tiếp theo nhé. Và phía trước mặt của cơ là quảng trường thị trưởng rồi. Chúng ta sẽ dạo quanh một vòng ở khu vực này nha. Cái này quảng trường này có vẻ rất là to luôn. Có thể thấy là kiến trúc ở trên tòa nhà này rất là đẹp luôn. Những bức tranh vẽ người và động vật này tôi không rõ là vẽ các vị thần gì, nhưng mà rất là đẹp ở tại quảng trường Mayo này. Thấy là ở đây bán rất là nhiều thứ, có bán thịt nè, trái cây nè, hoa quả là trái cây được. Bán bia, có rất là nhiều quầy bar, các khu vực ẩm thực để ăn uống. Ở đây nó bán một cái đống gì đó, hình như là đồ ăn chay, toàn là pickles, là đồ ngâm chua. Đây một quầy bia nữa, quầy bán đồ ăn nhanh, có cả quầy sô cô la. Và có quầy kẹo bên này nữa, và quầy bánh. Ở đây có khoảng một quầy rượu rất là lớn. Đó là một phòng quanh khu chợ thì cũng không quá to, không như chợ Bến Thành đâu. Tuy nhiên rồi chắc tầm 1/3 chợ Bến Thành. Nhưng mà trong khu này tôi nghĩ là sẽ rẻ, tuy nhiên là không. Đồ khá là
đi hoặc là mình ngồi ăn thôi. Thì các bạn có thể tới đây nếu như bạn không có biết mà ăn uống ở đâu cả. Thì lần trước tôi đã ghé qua đây ăn một lần rồi, nên là sẽ không ăn, tại vì vừa mới ăn sáng xong. Nên là đợi ăn trưa sẽ đi kiếm một quán nào đó. Nhưng mà còn tới một tiếng nữa mới tới trưa rồi, nên là tiếp tục mình sẽ đi xung quanh đây. Siêu thị tất nhiên sẽ rẻ hơn, nhưng mà trong này có nhiều loại trái cây và có vẻ tươi, nên là tôi quyết định mua luôn. Qua đây thì vẫn đang ăn kiêng rất là nhiều, nên là không ăn nhiều tinh bột được. Tôi quyết định giảm số mỡ của mình, nên là sẽ cố gắng ăn kiêng. Thường là mấy ngày này là buổi sáng thì tôi ăn đầy đủ tinh bột rồi các thể loại hết, nhưng mà đến trưa hoặc là chiều là chỉ ăn đạm hoặc là trái cây, hoặc buổi tối là chỉ ăn salad. Strictly là salad thôi, như vừa. Nên là cân nặng mấy ngày nay đang rất là ổn định và không bị béo lên tí nào nhiều. Mặc dù cần rất là nhiều mỡ cho cơ thể để mà giảm. Mình sẽ ăn thật là nhanh để mình đi qua một địa điểm tiếp theo nha. Không biết các bạn có như cơ, chứ cơ rất là thích những con đường nhỏ nhỏ tại ở châu Âu. Thì Madrid thì không thiếu những con đường nhỏ nhỏ như vậy. Giống như là hôm Luca đi Paris hay Rome thì lúc nào cũng thích đi vô hẻm cả. Thì thường mấy chỗ như vậy thì kiến trúc nó rất là authentic và nhìn rất là cổ kính, nên là mình sẽ không có bị nhàm chán với những cái khu nổi tiếng, landmark này nọ. Đi dạo, đi bộ rất là tùy. Và ở Madrid thì cũng không quá to. Các khu vực phố cổ thì mọi người có thể thấy là nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, mà rất là gần liền kề nhau. Nãy giờ là từ cái địa điểm thứ nhất, và mình đi từ Puerta del Sol qua Plaza thì đều đi bộ cả. Và tất nhiên là cái khu chợ hồi nãy cô cũng đi bộ luôn. Mình đang đi bộ đến một cái nhà thờ. Thì cô chưa có đi cái nhà thờ này. Tuy nhiên là thấy trên bản đồ thì không đi thử. Rồi chắc mọi người cùng đi theo luôn. Tại vì again, cô đang khá là rảnh. Tại vì lát hồi cô sẽ đi Toledo. Toledo một thành phố cách tầm 50 phút Madrid thôi. Thì còn tới gần tới 3 tiếng nữa thì mới bắt đầu đi, cho nên là mình sẽ đi dạo dạo tiếp Madrid. Hy vọng các bạn không bị chán. Thì sau lưng cơ là nhà thờ Iglesia de Isidro, nói chung là một cái tên khó đọc của tiếng Tây Ban Nha. Thì chắc là phải quên và ảnh qua đường thử coi là họ có cho vào trong không nhé, để xem là mình có cái gì thú vị hay không. Hy vọng là sẽ đẹp. Nhưng mà nếu mà bạn đã đi Rome rồi thì những cái nhà thờ khác trên thế giới sẽ rất là khó để mà khiến bạn wow.
phải đi ra thôi, tại vì nhà thờ đang làm lễ và cửa không có theo đạo. Bên trong thì như mọi người thấy thì khá là đẹp, vàng rồng các kiểu rất là nhiều. Đúng là rất là typical luôn, tại vì Tây Ban Nha thì từng là một nước công giáo rất là thuần và rất là sùng đạo. Nói chung là những cái cuộc thập tự chinh hồi xưa là quân Tây Ban Nha để mà đi đánh các vùng đất này nọ là rất là nhiều luôn. Mà đó là mọi người có thể coi phim gì ta? Cướp biển Caribe thì có một tập 4 là quân Tây Ban Nha đi tìm cái xứ mùa thanh xuân, nhưng mà không phải là để xài, mà là để tiêu diệt nó, tại vì dám đi ngược lại với lại tín ngưỡng, nghĩ là xứ mùa thanh xuân là không có thật, tại vì chỉ có Chúa có thể ban lại sự sống cho con người mà thôi. Đó. Rồi Tây Ban Nha rất là sùng đạo và mọi người đang đi lễ, mặc dù hôm nay đang là thứ tư nha, yeah, thứ tư. Thì bây giờ mình sẽ đi mua vé tàu, nên là chúng ta sẽ kết thúc video ở đây và hẹn gặp các bạn vào buổi tối. Tôi sẽ đi xem flamenco. Flamenco ở đây thì rất là nổi tiếng, thì tới 10 giờ đêm thì tôi mới coi flamenco lần sau khi tôi đi Toledo, để nên là tôi sẽ quay và kết hợp lại để mà tổng hợp lại cái video cho bạn nhé. Hy vọng là mọi người sẽ thích video và nhớ subscribe kênh của cơ. See you.